Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm thế nào ở trong một tâm niệm đầy đủ cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp đều được Bát Nhã Ba La Mật Đa bảo hộ, đưa đến viên mãn. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ở trong một tâm niệm đầy đủ 6 pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm việc gì đều được sự bảo hộ của Bát Nhã Ba La Mật Đa, ở trong một tâm niệm đầy đủ 6 pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp. Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa cho đến đạt được 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp đều được Bát Nhã Ba La Mật Đa bảo hộ, nên xa lìa hai tướng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy hành 6 pháp Ba La Mật Đa nên đạt được 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp nhưng không có hai tướng. Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì muốn viên mãn bố thí Ba La Mật Đa, nên trong pháp bố thí Ba La Mật Đa đầy đủ tất cả Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến 80 vẻ đẹp mà hành bố thí, do nhân duyên này nên không có hai tưởng. Như vậy, cho đến vì muốn viên mãn 80 vẻ đẹp, nên trong 80 vẻ đẹp đầy đủ tất cả Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến 80 vẻ đẹp mà đạt được 80 vẻ đẹp, do nhân duyên này nên không có hai tưởng. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát, vì hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên khi hành bố thí Ba La Mật Đa trụ vào tâm vô lậu, mà hành bố thí Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến khi đạt được 80 vẻ đẹp, trụ vào tâm vô lậu mà đạt được 80 vẻ đẹp. Vì vậy cho nên, tuy hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến đạt được 80 vẻ đẹp, nhưng không có hai tưởng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên khi hành bố thí Ba La Mật Đa trụ vào tâm vô lậu, mà hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến khi đạt được 80 vẻ đẹp, trụ vào tâm vô lậu mà đạt được 80 vẻ đẹp. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, với tâm ly tướng nên không thấy các tướng, mà hành bố thí Ba La Mật Đa, đó là không thấy ai hành bố thí, thí vật gì, ai nhận thí, đây bố thí, vì đây bố thí, vì sao thực hành bố thí. Trụ trong tâm ly tướng vô lậu này, lìa tham ái keo kiệt, để hành bố thí Ba La Mật Đa, bấy giờ không thấy bố thí, cũng không thấy tâm vô lậu, cho đến không thấy tất cả Phật Pháp. Đại Bồ Tát như vậy, với tâm vô lậu, mà hành bố thí Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, với tâm ly tướng không thấy các tướng đưa đến 80 vẻ đẹp, nghĩa là không thấy ai là người dẫn, ai là được dẫn, do đây mà dẫn, vì đây mà dẫn. Vì sao đưa đến 80 vẻ đẹp, trụ trong tâm ly tướng vô lậu này không nhiễm không đắm trước, mà đạt đến 80 vẻ đẹp. Bấy giờ không thấy đưa đến 80 vẻ đẹp, cũng lại không thấy tâm vô lậu này, cho đến không thấy tất cả Phật Pháp. Đại Bồ Tát như vậy, với tâm vô lậu mà đạt đến 80 vẻ đẹp. Hết quyển thứ 528.